Âu lần thu thứ một vạn linh hai. Đây, sau đây là những lời nhắn nhủ tới em. Và anh biết rằng em không còn nghe nhạc của anh nữa, nhưng mà hy vọng một ngày nào đó bài nhạc này sẽ chạm đến tới em. Bóng tối cùng với vài điếu thuốc lá bên em cho ngày dài cứ trôi qua. Không cần biết ngày mai như thế nào, nhưng hôm nay cứ để cho những cảm xúc này thấm qua từng tế bào. Baby, anh đâu hay uống say bao giờ, chờ bao nhiêu nỗi lo của em anh kiếm đâu ra. Chẳng có gì, sẽ là chẳng có gì khi mà em chẳng nhớ đến anh và bỏ đi. Khi mà em chẳng còn nói những lời có lý, khi mà em chẳng buồn nói ra lời sorry. Baby, chờ anh một chút, baby, hold lại một phút, baby, để anh lại chút hột khi mà em chân ruột hút. Một điều làm em kéo dài từng phút một, và ta sẽ lại nói cho ta biết rằng là rốt cuộc chuyện của ta bây giờ chỉ còn ngồi mà đốt thuốc. Đêm về nhung nhớ ngồi chờ em để mai mốt buộc lại những ký ức về chúng ta đã từng, và giờ thì lại đốt thuốc. Giờ thì lại đốt thuốc rồi. Bóng tối cứ thế dẫm lối giấc ngủ em đằng sau tấm màn mưa. Đằng sau màn mưa kia là gì khi mà em không nói được, khi mà em còn đánh cược vào những thước phim kỷ niệm mà em đã từng làm xước. Yo, hay là cần anh là phước. Yo, xong rồi anh lại đi trước và rồi để em tiếp bước, rồi thì em lại tước mất những điều ước, để rồi anh lại cất bước, để rồi anh lại cất bước, để rồi anh lại cất bước.